bé trai lớp 1 không qua khỏi do hóc kẹo dẻo. Các phụ huynh cần cảnh giác khi cho con ăn uống. Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, Hải Dương cho biết, cách đây ít ngày, khoa hồi sức cấp cứu của đơn vị tiếp nhận bệnh nhi bị hóc dị vật, kẹo dẻo được gia đình đưa vào cấp cứu. Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân cho biết, cháu BHM hiện đang học lớp 1, sau khi ăn kẹo dẻo ở nhà thì có biểu hiện bị hóc. Ngay khi phát hiện sự việc, cháu M được người thân sơ cứu khoảng 15 phút và chuyển xuống Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Mặc dù đã được đội ngũ y bác sĩ tích cực cấp cứu, song do bệnh nhân được đưa đến muộn nên bệnh nhi đã không qua khỏi. Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang khuyến cáo các bậc cha mẹ nên hạn chế cho con nhỏ ăn kẹo dẻo và khi trẻ ăn, người lớn cần chú ý quan sát. Trường hợp không may trẻ bị hóc, người thân nên bình tĩnh tiến hành sơ cứu, sau đó nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu. Ngoài ra, bậc cha mẹ cần có kỹ năng cơ bản trong việc sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật. Và các cơ sở giáo dục nên đưa vấn đề này vào bài học hoặc chương trình ngoại khóa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.